Những tin vui từ đội tuyển, Trọng Mễn sung sướng chúc ầm mỹ, chân đang bó bột cũng mặc kệ. Đình Trọng khoe ảnh chân bó bột nhưng vẫn mặt tươi rối. Dù không được thi đấu nhưng Đình Trọng vẫn hướng mắt dõi theo đội tuyển. Hay tin các đồng đội đã chiến đấu hết mình, mang lại thắng lợi 2-0 trong trận gặp Yemen vừa qua. Trung vệ nhanh chóng gửi lời chúc mừng trên trang cá nhân. Anh chàng cũng cho hay sức khỏe của mình ngày càng tốt dần. Đình Trọng viết: Trọng cảm ơn những lời động viên cũng như quan tâm của mọi người nhé. Giờ tình trạng của Trọng cũng đã ổn hơn rất nhiều và Trọng cũng chúc mừng đội tuyển đã có một chiến thắng tuyệt vời, đem lại niềm vui cho người hâm mộ nước nhà. Cũng đang có mặt tại Hàn Quốc để phẫu thuật chấn thương, còn có Lục Xuân Hương, Văn Thanh, Đặng Văn Tới. Khán giả đang rất tò mò về cảm xúc cũng như tình trạng hiện tại của ba cầu thủ trẻ. Đình Trọng khoe ảnh chân băng bó nhưng vẫn tươi rối. Lúc nào cũng giữ tinh thần lạc quan vui vẻ, một phần vì chấn thương không quá nghiêm trọng. Duy Mạnh không được thi đấu trong trận gặp Việt Nam Yemen vừa qua vì thẻ vàng. Anh chàng đeo ba chiếc nhẫn, ngồi dõi theo đồng đội thi đấu và dùng điện thoại. Ý chí quyết tâm rất cao dù đang bị treo giò. Thủ môn Tuấn Mạnh, Đức Chinh, Văn Toàn trên ghế dự bị. Đội trưởng Hải Quế khoe ảnh với Hải Con sau chiến thắng. Quen hớt tóc nhìn sang chảnh, Thúy Ngân đội gió cắt mái bằng, mất hết khí chất. Thúy Ngân chia sẻ, sau khi đội mái tóc trung thành bấy lâu của mình, mái ngố nên đúng ngố luôn. Có thể nói năm 2018 là một năm thành công trong sự nghiệp của Thúy Ngân. Nhờ gạo nếp gạo tẻ, cô đã trở thành người được biết đến rộng rãi. Vẻ ngoài của Thúy Ngân cũng được đánh giá cao. Từng thi hoa hậu nên được rất nhiều người yêu thích. Xinh đẹp là vậy, nhưng hiếm khi cộng đồng mạng thấy Thúy Ngân để kiểu mái bằng. Cô thường xuyên hất tóc lên hoặc tạo kiểu mái chèo. Chính vì thế mới đây, hình ảnh Thúy Ngân chia sẻ trên Facebook khiến nhiều người giật mình. Hình ảnh lạ lẫm của Thúy Ngân khi cắt mái bằng, cô nàng chia sẻ, mái ngố nên đúng ngố luôn. Trong ngoại hình mới của Thúy Ngân hiền hơn hẳn, nhưng lại làm giảm khí chất sang chảnh thường thấy. Trước đó 5 tiếng người đẹp vẫn rạng ngời, cùng kiểu tóc xẻ ngôi lệch thường thấy và khoe vòng một đầy đặn. Rất ít khi người hâm mộ thấy Thúy Ngân để mái. Cô thường hất mái lên hoặc vén hai bên để lộ vầng trán cao. Có thể nói kiểu tóc đã giúp Thúy Ngân trông kiêu sa thêm. Nhan sắc khó mà chê được của Thúy Ngân. Thỉnh thoảng Thúy Ngân mới dám để mái mà trông đã hơi lạ. Lần hiếm hoi Thúy Ngân để tóc mái thưa. Khó nhận ra đây là Thúy Ngân thường ngày của chúng ta. Cuộc sống hạnh phúc của cô gái vượt mặt Hoài Linh, Trấn Thành, ẩm giải Mai Vàng 2018. Lâm Vĩ Dạ khiến công chúng ngưỡng mộ khi vừa đạt loạt thành tích trong năm 2018, lại có sự hậu thuẫn vững chắc từ gia đình nhỏ. Vừa qua trong lễ trao giải thưởng thường niên của Mai Vàng, nữ diễn viên Lâm Vĩ Dạ bất ngờ vượt qua các tên tuổi đình đám trong làng hài như Hoài Linh, Trấn Thành, mang về hai giải thưởng lớn trong sự nghiệp 11 năm diễn xuất. Diễn viên hài được yêu thích nhất và top 10 nghệ sĩ được yêu thích nhất. Cô gây ấn tượng mạnh với các game show được yêu thích trong năm qua. Được nhận xét có lối diễn hài tự nhiên và cái duyên rất riêng, Lâm Vĩ Dạ ngày một đứng vững trong làng hài phía Nam. Tuy nhiên ít ai biết rằng, để có được dấu mốc quan trọng trong sự nghiệp này, sự hậu thuẫn từ gia đình nhỏ của nữ diễn viên là điều không phải nghệ sĩ nào cũng có được. Kết duyên với Hứa Minh Đạt, một nghệ sĩ từng là đồng nghiệp đứng chung sân khấu, sau hơn 8 năm chung sống, hiện tại cặp đôi đã có hai con trai kháu khỉnh. Hứa Minh Đạt khi nhắc đến vợ đều dành những lời chân thành nhất, đối với anh gia đình luôn là tài sản quý giá. Trước đó khi các nghệ sĩ đồng nghiệp đã bắt đầu ghi dấu ấn riêng trên hành trình làm nghề, nữ diễn viên bất ngờ kết hôn và phải mất gần 6 năm cho cuộc sống gia đình, chăm sóc con nhỏ. Có lúc cô tự nhủ, ủa sao tuổi này bạn bè mình đang tung tăng, được đi phim này phim kia, đi nơi này nơi khác mà mình phải ở nhà giữ con là sao? Khi không có được lịch trình, Lâm Vĩ Dạ có thể một mình đưa hai con đi du lịch. Những lúc khó khăn nhất, ông xã Hứa Minh Đạt luôn là người kề cạnh cô. Thời điểm từ khi quen nhau đến kết hôn, cặp đôi tự gầy dựng với hai bàn tay trắng. Cũng chính vì vậy bạn bè đồng nghiệp luôn dành cho họ sự ngưỡng mộ đối với một gia đình nghệ sĩ có cuộc sống hạnh phúc đến thế. Cũng trong lễ trao giải Mai Vàng, nữ diễn viên không khỏi xúc động chia sẻ, ông xã đã tạo nên thành công của tôi ngày hôm nay. Trước đó cô từng thừa nhận Hứa Minh Đạt là thần tượng từ thuở 15-16 tuổi của mình, nhưng mà đến 4 năm sau mới có dịp tiếp xúc trong trường sân khấu điện ảnh. Chính những vở diễn trên sân khấu đã giúp họ đến gần với nhau hơn.
tìm thấy sự đồng điệu trong tính cách, sau một năm tìm hiểu mới đi đến hôn nhân. Hứa Minh Đạt là người ít nói, tuy không thể hiện quá nhiều, nhưng cách anh hỗ trợ vợ trong việc chăm sóc con cái để vợ chuyên tâm diễn xuất đã khiến công chúng thêm yêu mến cặp đôi này. Cô và ông xã từng tham gia nhiều phim vở diễn chung nên rất hiểu cho công việc của nhau. Chia sẻ về tài sản lớn nhất của mình, nữ diễn viên cho biết hai con trai chính là món quà tuyệt vời nhất của cô lúc này. Cả hai vợ chồng đều bận rộn với lịch diễn, nhưng vẫn cố chia thời gian để chăm sóc các con. Cô và ông xã từng chạy show liên tục đến mức hiếm khi gặp nhau vì muốn lo cho con có cuộc sống đủ đầy. Bé Bánh Mì và Xá Xị, hai con trai Lâm Vĩ Dạ, đã ý thức được công việc của bố mẹ. Bánh Mì thường xuyên phụ mẹ chăm sóc em khi cả hai đều vắng nhà. Tết Nguyên Đán năm nay, gia đình cô sẽ ăn Tết lớn để mừng cho giải thưởng lớn năm nay. Đồng thời trong năm 2019, vẫn theo trào lưu web drama, Lâm Vĩ Dạ bật mí sẽ cùng ông xã lần đầu tiên làm một bộ phim hài chiếu mạng. Thúy Diễm, tôi rất mê con và muốn sinh nhiều. Nữ diễn viên hy vọng sẽ có khoảng 3-4 đứa con, nhưng chưa muốn sinh thêm em bé ngay bây giờ. Thúy Diễm chuẩn bị tái xuất màn ảnh nhỏ với vai diễn mới trong sitcom Nhạc Phụ Lắm Chiêu. Đây là bộ phim thứ hai đánh dấu sự trở lại của cô sau gần một năm tạm nghỉ để dưỡng thai và sinh em bé. Trước đó, cô nhận lời làm diễn viên khách mời ở vai luật sư Minh Anh trong Gạo Nếp Gạo Tẻ. Sau thời gian tạm rời xa màn ảnh để chuyên tâm cho thiên chức làm mẹ, Thúy Diễm trở lại trường quay với tâm lý thoải mái và sự hỗ trợ hết lòng từ gia đình. Không chỉ Lương Thế Thành mà gia đình bên nội đều sẵn sàng tham gia chăm sóc bé Bảo Bảo để Thúy Diễm có thể yên tâm diễn xuất. Đối với bà xã Lương Thế Thành, khó khăn nhất lúc này chính là phải đối mặt với cảm giác nhớ con mỗi lần đi đóng phim. Những lúc chờ quay, cô thường xuyên gọi điện về nhà hoặc mở camera xem con đang làm gì, con ngủ hay thức. Cô đang cố gắng từng ngày để quen dần với cuộc sống không được ở bên con 24/24. Khi được hỏi về dự định sinh bé thứ hai, Thúy Diễm thổ lộ, sau khi sinh em bé, tôi rất mê con và hy vọng mình sẽ có thật nhiều em bé, khoảng 3-4 đứa chẳng hạn. Thế nhưng việc sinh con cũng phải tính toán thời gian và chọn thời điểm phù hợp. Hiện tại tôi rất háo hức quay trở lại công việc và muốn chu tâm cho các vai diễn. Trong Nhạc Phụ Lắm Chiêu, Thúy Diễm vào vai Ngọc Nga, con gái thứ hai của ông Năm. Nghệ sĩ ưu tú Hữu Châu có công việc tốt, sự nghiệp ổn định, xinh đẹp là niềm tự hào của cả gia đình. Nhưng Ngọc Nga lại vướng vào một mối tình ngang trái. Cô yêu giám đốc của mình, một người đàn ông đã có vợ, trở thành người thứ ba khiến Ngọc Nga lúc nào cũng nơm nớp lo sợ và phải che giấu tình cảm thật. Thúy Diễm chia sẻ cô không bao giờ muốn rơi vào hoàn cảnh tương tự nhân vật mà mình thể hiện trong phim. Nữ diễn viên cho rằng người thứ ba trong bất kỳ hoàn cảnh nào cũng dễ bị tổn thương và không có được hạnh phúc. Cô hy vọng các cô gái hãy sáng suốt chọn cho mình đường đi đúng để có tình yêu và hạnh phúc trọn vẹn thay vì xen chân vào mối quan hệ khác để rồi nhận lấy sự tổn thương. Nhạc Phụ Lắm Chiêu kể về gia đình ông Năm Dố do nghệ sĩ ưu tú Hữu Châu thể hiện với bốn cô con gái là Kim Ngân, Kiều Ngân, Ngọc Nga, Thúy Diễm, Như Ý, Emmy Nguyễn và Cát Tường, Lê Lộc. Ông Năm Dố quan niệm có tiền là có tất cả nên quyết tìm đại gia cho các con gái. Những tình huống dở khóc dở cười xảy đến khi ông Năm Dố dùng đủ chiêu trò để dẫn dụ các chàng trai giàu có đến nhà, nhưng mọi chuyện luôn đi ngược với mong muốn. Phim bắt đầu lên sóng VTV9 từ ngày 19 tháng 1 lúc 18:45 thứ Bảy hàng tuần. Đây chính là cách mà Harry Won đập tan tin đồn mâu thuẫn, bất hòa với Trường Giang. Từng có tin đồn Harry Won bỏ về giữa chừng, không quay chung với Trường Giang, nhưng sự thật đằng sau lại hoàn toàn khác. Vợ chồng Trấn Thành Harry Won và Trường Giang Nhã Phương đều là hai cặp đôi nghệ sĩ hài được khán giả trên cả nước yêu thích. Họ kết hợp với nhau trong rất nhiều chương trình, cụ thể Trường Giang làm giám khảo cùng Trấn Thành ở Thách Thức Danh Hài, song hành với Harry Won ở Nhanh Như Chớp. Chính vì thế, mối quan hệ giữa họ ngày càng khăng khít hơn. Thời gian qua, Trường Giang Harry Won gây khá nhiều sự chú ý khi cả hai cùng là bạn dẫn ở các game show, đặc biệt là tại Nhanh Như Chớp, hai nhân vật này luôn có những màn tranh cãi dữ dội khiến mọi người không thể nhịn cười. Trong một số phân cảnh, Mười Khó liên tục kể tật xấu của vợ Trấn Thành, anh thản nhiên cho hay, thứ nhất, chưa bao giờ bao ăn uống, thứ hai, trong lúc làm việc chưa khi nào hỏi thăm có mệt không, thứ ba, toàn làm ít, nói ít nhưng lương lại đòi lấy nhiều. Trong khi những điều trên, toàn Trường Giang thực hiện ngược lại với cô. Đến mức cô phải đòi về mét chồng và phản pháo, Trường Giang chẳng hợp tác gì với tôi cả. Tôi và Trường Giang biết phải làm việc với nhau được hơn 4 năm rồi, mà anh ấy cứ cà khịa tôi.
Đồng thời đã có nhiều lần ông xã Nhã Phương mang chuyện cách phát âm tiếng Việt của Harry Won ra để trêu chọc. Những tập sau cùng của chương trình này, sự thiếu vắng của cô đã khiến mọi người lo lắng rằng sau những màn kể xấu thì mối quan hệ giữa cả hai không tốt đẹp. Tuy nhiên mới đây, chính Harry Won đã có hành động phản pháo các tin đồn. Cụ thể, cô đã chủ động đăng ảnh và clip chụp chung với Trường Giang khi cả hai đang quay đêm cho một game show vui nhộn khác. Cô còn không quên vạch tội anh, Giang ca cũng ham ăn như tôi mà thôi. Các khoảnh khắc này đủ để chứng minh các tin đồn họ nhận dỗi nhau là không có thật. Trước đó, đại diện ekip của cô cho biết việc không dẫn chung trong vài tập là vì giọng ca anh cứ đi đi, bận lịch trình từ trước và cả hai vẫn làm việc vui vẻ với nhau. Không có mâu thuẫn nào xảy ra, có lẽ khán giả đã quá lo lắng cho các nghệ sĩ. Nhưng thực tế thì họ đã có rất nhiều lần hợp tác với nhau và hiểu được tính nết của đối phương ra sao.